Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 24 tháng 2, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xem xét điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp với tình hình mới. Lấy hơn 500 mẫu xét nghiệm cộng đồng tại xã Yên Phú đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Khắc phục chậm triển khai dự án đầu năm. Xử phạt hành chính cơ sở kinh doanh xăng dầu ở xã Phan Xào Nam. Quý vị và các bạn, việc tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 là một trong những nội dung quan trọng tại phiên họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sáng nay. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh dự chủ trì tại điểm cầu Hưng Yên. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, trong một tuần qua, số ca mắc COVID-19 trên thế giới giảm 16%, số ca tử vong giảm 10%. Tại Việt Nam, trong đợt dịch thứ 3 từ ngày 25 tháng 1 đến nay, ghi nhận trên 800 trường hợp mắc COVID-19 tại 13 tỉnh thành, trong đó tỉnh Hải Dương chiếm đến hơn 80%. Đến nay, 10 trên 13 tỉnh thành, trong đó có tỉnh Hưng Yên, nhiều ngày qua không phát sinh ca mắc mới. Riêng tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng tiếp tục ghi nhận một số bệnh nhân và ổ dịch mới. Bên cạnh việc tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch nhập khẩu và sử dụng vaccine theo 7 đợt từ nay đến quý 2 năm 2022. Trong đó, sáng nay, hơn 117.000 liều vaccine đầu tiên của AstraZeneca đã về đến Việt Nam. Kế hoạch cung ứng vaccine được xây dựng cơ bản sẽ đảm bảo cho đợt tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước tới nay với dự kiến 150 triệu liều. Ngay sau phiên họp Thường trực Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo tỉnh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch thời gian tới. Việc dỡ bỏ phong tỏa, giãn cách đối với một số địa phương cho học sinh đi học trở lại, xây dựng lộ trình tiếp nhận và tiêm vaccine là những nội dung quan trọng được đề cập trong phiên họp. Trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ và sau khi nghe ý kiến của một số thành viên ban chỉ đạo phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến nay cơ bản đã được khống chế, dự kiến ngày 26 tháng 2 sẽ gỡ bỏ phong tỏa xã Yên Phú và kết thúc giãn cách xã hội hai huyện Yên Mỹ và Quái Châu sau khi đã đủ thời gian cách ly, không phát sinh ca nhiễm mới và có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính cho các trường hợp liên quan. Hưng Yên cũng sẽ xem xét điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp với tình hình mới. Đến thời điểm này là ta đã dập được dịch, nhưng mà chúng ta vẫn không chủ quan, rất quát là không chủ quan. Mục tiêu là chúng ta phòng dịch tốt và không để phát sinh dịch lây lan. Nếu mà chúng ta không làm tốt công tác kiểm soát mà không làm tốt công tác phòng dịch, thì đương nhiên là chúng ta đã sẽ bị nơi nào một lúc đó bị rồi thì lúc đó thì ta biết thế thì nó không kịp nữa mà không bao giờ có COVID thế cả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngoài việc sẽ dỡ bỏ một số chốt kiểm soát tại vùng phong tỏa, cần tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dịch tại những cửa ngõ vào tỉnh, nhất là tại các huyện Ân Thi, Phù Cừ, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào. Về vấn đề vaccine, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan cần có phương án cụ thể về việc tiếp nhận tiêm phòng cho người dân. Phấn đấu 100% người dân Hưng Yên được tiêm vaccine, ưu tiên tất cả những người ở phòng dịch. Tức là tuyến đầu phòng dịch thì chẳng phải theo cái tiêu chí Bộ Y tế đưa ra này, chúng ta sẽ được tiêm 100%. Và những người yếu thế và những người nghèo, người già cô đơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đồng ý với kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tổ chức chuẩn bị 5 khu cách ly tập trung theo 5 cấp độ trong trường hợp dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nhưng mà ngày 23 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiến hành lấy hơn 500 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại vùng phong tỏa xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ để đánh giá mức độ an toàn trước thời hạn cách ly 14 ngày.
Tổng cộng có 506 mẫu được lấy gồm các trường hợp liên quan đến 3 bệnh nhân 2060, 2062, 2063. Những trường hợp ở vùng lõi dịch thôn Từ Hồ cùng một số trường hợp lấy mẫu ngẫu nhiên trong khu vực xã Yên Phú và người từ vùng dịch Cẩm Giang tỉnh Hải Dương trở về xã. Đây là đợt lấy mẫu nhằm đánh giá mức độ an toàn cộng đồng trước khi xem xét việc gỡ bỏ phong tỏa khu vực xã Yên Phú sau 14 ngày. Hiện khu vực xã Yên Phú đã 14 ngày thực hiện phong tỏa không phát sinh ca nhiễm mới. Tất cả những trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh ở thôn Từ Hồ đều được kết thúc cách ly tập trung, về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày. Đến 22 giờ ngày 23 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thông báo tất cả 506 mẫu đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Nhằm chung tay giúp người dân tiêu thụ nông sản, Hội Nông dân tỉnh cùng Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giải cứu nông sản cho các địa phương như huyện Yên Mỹ, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên. Đến nay, việc triển khai được nhân dân đồng tình hưởng ứng, việc tiêu thụ diễn ra rất thuận lợi. Tại quảng trường thành phố Hưng Yên, xe chở các mặt hàng nông sản liên tục được bổ sung, tập kết và chờ tiêu thụ, gồm có rất nhiều các mặt hàng như trứng gà, su hào, bắp cải, ổi. Hàng trăm lượt khách đã tới mua giúp bà con. Người một hai túi, người vài túi, thậm chí gọi điện livestream cho gia đình và bạn bè để hỗ trợ tiêu thụ. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hầu hết nông sản tập kết ở đây đều được bán hết. Trong hai ngày, Hội Nông dân tỉnh cùng với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hàng chục địa điểm bán giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản, giải cứu được gần 30 vạn quả trứng gà, trên 8 tấn su hào, bắp cải và hơn 10 tấn ổi. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh không cần thiết, trong đó có hàng quán trà đá vỉa hè để ngăn chặn dịch COVID-19, nhưng tại ngã tư khu công nghiệp Phố Nối A thuộc địa bàn xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm vẫn có hàng chục lều quán bán trà đá hoạt động. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2 tại ngã tư nút giao giữa quốc lộ 5 với đường 376 và đường vào khu công nghiệp Phố Nối A. Tại đây có rất nhiều quán trà đá vẫn ngang nhiên hoạt động, khách ngồi uống nước, không thực hiện giãn cách, thậm chí có nhiều người chưa chấp hành yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng. Không chỉ quán trà đá mà có một số cửa hàng ăn tại khu vực trên vẫn cố tình hoạt động. Trước thực trạng trên, đề nghị cấp chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng của huyện Văn Lâm cần ngăn chặn dứt điểm tình trạng trên và để sớm đẩy lùi dịch bệnh, mỗi người dân hãy tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý vị và các bạn, còn khoảng 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Hưng Yên cũng đang tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Trung ương với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến nay, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử huyện, xã, thị trấn. Dự kiến số lượng cơ cấu thành phần và phân bổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thành lập các tiểu ban xây dựng kế hoạch về công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại tố cáo trong bầu cử. Đồng thời đã tổ chức hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã. Hiệp thương lần thứ nhất đối với huyện và cấp cơ sở thì chúng tôi đã thực hiện theo đúng quy định của luật bầu cử. Và đối với cấp huyện thì quyết định là số lượng đại biểu sẽ bầu là 30 đại biểu. Và số đại biểu được phân bổ cho các tổ chức cơ quan đơn vị giới thiệu sẽ là 53 người. Và đối với 14 xã và một thị trấn thì số đại biểu dự kiến bầu sẽ là 378 đại biểu. Và số người phân bổ để các đơn vị giới thiệu là 742 người. Không chỉ riêng huyện Tiên Lữ, ngay sau hội nghị triển khai của tỉnh, đến thời điểm này, 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã hoàn thành việc thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử của cấp mình, tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ mặt trận các cấp, hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức đã thống nhất đại biểu Quốc hội tỉnh được phân bổ bầu là 7 đại biểu, số người được giới thiệu ứng cử là 13 người. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu 53 đại biểu, số người được giới thiệu ứng cử là 106 người.
Cấp huyện thống nhất đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu 323 người. Cấp xã đại biểu được bầu là 4.085 người. Trên cơ sở kết quả thành công của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có văn bản hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị có người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân để các cơ quan thực hiện làm thủ tục giới thiệu, tổ chức các cái hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác theo quy định của pháp luật, thực hiện các bước để chuẩn bị lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử phục vụ cho cái hội nghị hiệp thương lần thứ hai diễn ra vào trung tuần tháng 3 theo quy định của pháp luật. Cùng với việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3 theo quy định, hiện Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành đơn vị địa phương chủ động ra soát và tổng hợp số liệu về dân số để làm cơ sở tính số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ cho công tác bầu cử được tiến hành đúng trình tự, thời gian quy định. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới thành công tốt đẹp, là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Việc thi công và giải ngân vốn đầu năm ở một số công trình những năm qua chậm so với kế hoạch. Để khắc phục tình trạng này, các địa phương có sự chủ động hơn ngay từ những ngày đầu năm. Cống qua đê Triều Dương, một trong những công trình cải tạo sửa chữa trạm bơm Triều Dương phục vụ giao thông thủy lợi trọng điểm của tỉnh, phải hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Chúng tôi bắt đầu đi làm từ ngày mùng 6 và trước khi đi làm chúng tôi đã có khai báo y tế với lại xã và công ty có tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Anh em trong công ty là rất yên tâm để làm việc. Khi có mặt bằng để triển khai công việc là chúng tôi đã tập trung huy động máy móc, nhân lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình. Năm nay thành phố Hưng Yên có 7 công trình trọng điểm, nguồn vốn của tỉnh và đối ứng của thành phố. Từ ngày 8 Tết, 7 nhà thầu đã tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch được giao và cam kết với chủ đầu tư. Để cuối năm không vất vả, các đơn vị chức năng tập trung đôn đốc và tham mưu cho lãnh đạo địa phương tạo thuận lợi cho đơn vị thi công. Ban quản lý dự án rà soát kiểm điểm từng công việc một, thế là tìm xem là nguyên nhân và nó vướng mắc ở đâu, thế và đồng thời là làm việc với các phòng ban ngành của thành phố như là phòng tài nguyên môi trường, phòng quản lý đô thị, phòng tài chính kế hoạch, thế rồi các địa phương mà có công trình, có dự án nằm trên địa bàn để thao gỡ và thực hiện đôn đốc ngay từ đầu năm. Chủ trương của tỉnh năm nay tập trung các công trình giao thông thủy lợi, trong đó có những công trình trọng điểm như mở rộng đường đối hai đường cao tốc, đường tỉnh 379, đường vành đai 5. Vì vậy, việc thi công các công trình ngay từ đầu năm sẽ góp phần hoàn thành tiến độ cũng như giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả. Là địa phương nằm ven quốc lộ 5, vì vậy từ xa xưa, thị xã Mỹ Hào đã nổi danh với con phố. Cũng chính từ những con phố ấy đã tạo nên những khu đô thị sầm uất để hướng Mỹ Hào trở thành thành phố tương lai. Bọc theo quốc lộ 5 ngày xưa đã có phố Bần, phố Núi, phố Thứa, phố Bạc. Đây là những khu dân cư quần tụ sầm uất mà ít nơi nào có được. Cùng với tiềm năng thế mạnh, sự quan tâm của tỉnh và nội lực, Mỹ Hào đã trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính của tỉnh Hưng Yên. Năm 2019, Mỹ Hào trở thành thị xã. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển các đô thị xung quanh những con phố ấy. Đến nay, các nhà đầu tư đã lập trình tỉnh phê duyệt 12 đồ án quy hoạch dự án khu đô thị và 3 dự án đang triển khai lập quy hoạch đô thị. Trên địa bàn đã có nhiều dự án hoàn thành và điểm nhấn đô thị của thị xã như dự án Lạc Hồng Phúc, dự án đầu tư xây dựng, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phố Nối, khu đô thị Hòa Phát, dự án đầu tư xây dựng, khu nhà ở Phú Gia. Năm 2020, Tập đoàn Phúc Thành đã hoàn thành 3 tòa chung cư và đã bàn giao một tòa chung cư cho tất cả bà con đến ở và sinh sống đầy đủ. Tiện ích quý 1 năm 2021 sẽ tiếp tục phải bàn giao. Tập đoàn Phúc Thành cũng đã đầu tư 2 trung tâm thương mại, một là Phúc Thành Center và một trung tâm Phúc Thành Mart, dự kiến trong tháng 6 năm 2021 sẽ đi vào hoạt động. Đến nay, thị xã đã tập trung cải tạo, chỉnh trang, hạ tầng, cảnh quan khu trung tâm, cải tạo xây dựng bổ sung các công trình công cộng trong lĩnh vực văn hóa, y tế, thể thao.
Vì vậy, nhiều tòa nhà cao tầng đã mọc lên, nhiều khu phố lại tiếp tục được hình thành mang phong cách hiện đại văn minh. Ở nơi đó là những tổ ấm của các gia đình nhiều miền quê khác nhau đang lao động sản xuất trên địa bàn thị xã. Hai vợ chồng ở Thái Nguyên và về đây công tác. Trong quá trình sinh sống thì mình thấy ở đây rất là thoải mái. Cuộc sống ở đây cũng rất là tốt, là thuận tiện cho công việc sinh hoạt. Gần bệnh viện, rồi là trường học và khu vui chơi nữa. Hiện nay, thị xã quyết tâm xây dựng đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2023. Phấn đấu 2-3 xã đạt tiêu chí phường nội thị, cơ bản hoàn thiện các tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Tập trung lập quy hoạch của thị xã Mỹ Hào đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và chương trình phát triển đô thị Mỹ Hào đến năm 2030. Và dự kiến cái này chúng tôi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý 3 năm 2021, tạo các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị bằng cách đẩy mạnh thu hút các dự án đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đầu tư hạ tầng đô thị theo đúng quy hoạch. Chúng tôi đẩy nhanh đầu tư xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống giao thông theo tiêu chí đô thị loại 3 và định hướng đô thị loại 2. Và trọng tâm là đầu tư hệ thống giao thông các trục chính của đô thị. Phát huy những tiềm năng, lợi thế, giá trị từ những con phố xưa, thị xã Mỹ Hào ngày nay đang chuyển mình mạnh mẽ để trong tương lai không xa, một thành phố công nghiệp thương mại dịch vụ năng động sẽ hình thành để cùng tỉnh Hưng Yên hoàn thành các mục tiêu đề ra. Để chủ động ngăn chặn tác hại của chuột gây ra đối với sản xuất nông nghiệp năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh triển khai kế hoạch diệt chuột năm 2021 bắt đầu từ ngày 5 tháng 2. Đến nay, các địa phương đã diệt hơn 4,2 triệu con chuột. Kế hoạch diệt chuột được chia làm 2 đợt. Đợt 1 thời gian tập trung từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2. Ngay sau khi đổ ải ngập đất ngoài đồng ruộng với 80% lượng bả trên vùng trồng rau màu, cây ăn quả, bờ mương, máng, ven đê, bờ vùng bờ thửa, ven khu công nghiệp. Tính đến ngày 22 tháng 2, toàn tỉnh diệt được trên 4,2 triệu con chuột. Trong đó, các huyện có tỷ lệ số lượng chuột chết cao như huyện Quái Châu, Ân Thi, Kim Động. Đợt 2, thời gian từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 3, bổ sung 20% lượng bả từ giai đoạn sau cấy đến khi bố đẻ nhánh được cái. Đến nay, các địa phương đã tập trung nhân lực, tuyên truyền bà con nhân dân đặt bả diệt chuột theo đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn. Được biết, để bảo vệ sản xuất vụ xuân này, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ các địa phương hơn 3 tỷ đồng để mua thuốc diệt chuột và thông tin tuyên truyền. Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương phối hợp với các ngành chức năng liên quan tiến hành kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phan Xào Nam thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Toàn có địa chỉ tại xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử về hành vi ghi không đúng tên thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối cung ứng xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ. Số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước 10 triệu đồng. Nhìn chung, công tác thanh tra kiểm tra nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính trên địa bàn tỉnh. Khuyến cáo phòng chống COVID-19, hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú. Cách ly y tế là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế hướng dẫn tự cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú như sau. Người được cách ly cần tự cách ly tối đa 14 ngày. Cách ly tại phòng riêng, nếu ở phòng chung phải kê giường cách nhau ít nhất 2 mét. Không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly. Không tiếp xúc trực tiếp, ăn chung với người trong gia đình, nơi lưu trú. Thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất 30 giây. Đo thân nhiệt ít nhất 2 lần một ngày, ghi kết quả vào phiếu theo dõi sức khỏe. Thu gom khẩu trang, giấy lau mũi, miệng đã sử dụng vào túi đựng riêng, xử lý rác theo hướng dẫn của y tế. Báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy một trong các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đối với thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú cần hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất sát khuẩn thông thường. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Động viên, chia sẻ, hỗ trợ dụng cụ cần thiết cho người được cách ly. Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú.